Đất nước Venezuela từ năm 2010 phải trải qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế xã hội dưới sự lãnh đạo của hai tổng thống Hugo Chavez đã qua đời và người đương nhiệm Nicolas Maduro. Tình trạng tội ác tràn lan, siêu lạm phát và thiếu hụt nhu yếu phẩm trầm trọng dẫn đến bất mãn của người dân đối với chính phủ. Vào năm 2015, lần đầu tiên kể từ năm 1999, phe đối lập đã được bầu và chiếm đa số trong quốc hội. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử tháng 5 năm 2018, Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro đã tái đắc cử với nhiều hiện tượng bất thường, gây nghi ngờ rằng cuộc bầu cử là không hợp lệ. Đỉnh điểm là vào trung tuần tháng 1 năm 2019, Tổng thống tái đắc cử Nicolas Maduro bị các tổ chức và chính phủ một số nước phản đối. Khi đó, Quốc hội Venezuela thống nhất để chính trị gia Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời và lãnh đạo các cuộc biểu tình phản đối cuộc bầu cử của Maduro. Khủng hoảng kéo dài cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2019, nhà lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela Juan Guaido khi đó được một số binh sĩ ủng hộ đã đứng lên kêu gọi người dân Venezuela và quân đội nước này tham gia lật đổ chế độ Cộng sản Maduro. Mặc dù cuộc nổi dậy hôm 30 tháng 4 ở Venezuela không thành công, nhưng vì sao cuộc khủng hoảng ở đất nước Nam Mỹ rất xa Việt Nam đến vậy lại vẫn được nhiều người dân Việt Nam quan tâm theo dõi? Theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Venezuela có thể nói là trường hợp tiêu biểu nhất của các quốc gia theo chủ nghĩa xã hội đã lâm vào bế tắc hoàn toàn, khủng hoảng toàn diện và nhận hậu quả kinh khủng đến mức toàn diện như ngày nay. Trước Venezuela, chưa có trường hợp nào khủng hoảng kinh khủng đến mức như vậy, với mức lạm phát lên đến hàng triệu phần trăm một năm, gây khủng hoảng xã hội, kinh tế, chính trị, v.v., tàn nát đất nước. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói tiếp. Nhưng mà lại có rất nhiều người Việt Nam nhiều hơn hẳn, họ quan tâm tới trường hợp Venezuela khủng hoảng và sụp đổ, tại vì nó có một cái sự tương đồng về mặt chủ nghĩa xã hội, đường lối chủ nghĩa xã hội và mối quan hệ ngoại giao, chính trị, kinh tế, xã hội giữa Venezuela, chế độ của Maduro, chế độ từ hồi thời Hugo Chavez và sau này Maduro với lại những chốc bu cộng sản ở Việt Nam. Và nhiều người dân Việt Nam coi cái sự đồng cảm đó, ví dụ như là họ nói thẳng, họ coi sự đồng cảm đó là một sự phản bội trên lưng dân tộc, trên lưng của nhân dân. Tại vì sự đồng cảm đó là sự đồng cảm để đánh đổi cái lợi ích, toàn bộ lợi ích của cả dân tộc, lấy một lợi ích của nhóm giai cấp. Nhóm giai cấp đó là những nhóm giai cấp đặc quyền, đặc trị. Thành thử là người dân Việt Nam họ quan tâm nhiều hơn hẳn tới cái vấn đề Venezuela khủng hoảng và sụp đổ là như vậy. Và tiến sĩ Phạm Chí Dũng cũng cho rằng lý do gần đây nhất, cập nhật nhất, trực tiếp nhất và có lẽ càng nhiều hơn nữa người dân Việt Nam quan tâm là sự sụp đổ một ngày không xa của chế độ Maduro ở Venezuela, như là một sự sụp đổ tất yếu không chỉ của lý thuyết chủ nghĩa xã hội mà còn là sự sụp đổ của chế độ độc tài. Theo ông, sự quan tâm của người Việt Nam cho thấy trong lòng họ đang gợi được cảm hứng của hình ảnh sụp đổ những chế độ độc tài ở Nam Mỹ có thể dẫn tới những sự sụp đổ tiếp theo của chuỗi chủ nghĩa xã hội, của chuỗi quốc gia xã hội chủ nghĩa trên thế giới, trong đó có chế độ độc tài ở Việt Nam. Khi trao đổi với Đài Cho Tự Do hôm 2 tháng 5 liên quan vấn đề này, nhà báo Nguyễn Ngọc Già nhận định. Còn riêng về cái nhận định về tình hình Venezuela với tư cách là một người dân á, thì tôi thấy tình hình trong nước rất là ủng hộ người dân Venezuela, ủng hộ ông Guaido. Yeah. Điều đó cũng là một cái điều rất là dễ hiểu, vì Venezuela là một cái quốc gia theo chủ nghĩa xã hội. Yeah. Và nó đã phơi bày ra hết những cái mà nó mang lại tất cả những cái khổ đau, đói nghèo, chết chóc cho người dân Venezuela. Mà người dân Việt Nam của chúng ta thì hàng chục năm qua đã quá hiểu rõ, đã quá thấm thiết, nên người ta đứng về phía Venezuela cũng là một điều rất bình thường. Ngoài ra, theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, qua chuyện Venezuela hiện nay, mặc dù trước mắt người ta cho rằng cuộc nổi dậy của ông Guaido không thành công, tuy nhiên, ông tin chắc rằng trước sau gì trong năm nay thì tình hình Venezuela sẽ ngã ngũ, tinh thần dân chủ vẫn sẽ chiến thắng. Điều đó cũng phản ánh lên cái khát khao của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay của một nền kinh tế chính trị quá tồi tệ. Nguyễn Penn, một bạn trẻ luôn quan tâm đến hiện tình đất nước, đưa ra nhận định
mà chúng tôi xin phép được đọc nguyên văn. Người dân ở Việt Nam quan tâm nhiều đến tình hình Venezuela vì họ cũng mong muốn dân Việt Nam mình nhận thấy được sự thờ ơ vô cảm của một bộ phận dân chúng và qua đó họ học được cách mạnh dạn đấu tranh để tìm đến sự tự do, dân chủ cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Mặc dù nhiều người dân trong nước quan tâm đến tình hình Venezuela như vậy, tuy nhiên, khác với báo chí nước ngoài, báo chí do nhà nước Việt Nam kiểm soát lại đưa tin về Venezuela theo lời lẽ được nhận định là hoàn toàn khác. Chẳng hạn, thay vì cuộc nổi dậy chống độc tài sẽ được thay bằng đảo chánh chống chính phủ. Đặc biệt, những hình ảnh quân đội chính phủ Venezuela đàn áp dã man người biểu tình cũng ít xuất hiện trong các bản tin. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già nhận định. Với tư cách là một nhà báo á, thì cái sự đưa tin mà giữa Việt Nam và đối với lại cái những cái trang báo nước ngoài á, thì chúng ta thấy rõ và cũng không có gì ngạc nhiên hết. Nó phản ánh cái lập trường, cái quan điểm nhất quán của nhà nước Việt Nam. Đó là có vẻ như là họ đưa tin không có được mang tính chất khách quan cho lắm. Và đứng về nghiêng về ngầm là ủng hộ và đứng về phía của Venezuela nhiều hơn. Yeah. Điều này không có gì lạ hết. Còn nó thiếu cả một cái tính khách quan và cái mà phản ánh quan trọng nhất đối với báo chí đó là sự thật. Theo tôi nghĩ là vậy. Còn nhà báo Ngô Nhật Đăng thì cho rằng đúng là tình hình Venezuela là cũng là một cái tấm gương cho Việt Nam và chúng ta thấy rõ rằng khác với lại báo chí ngoài đưa tin. Thì cái cuộc thay đổi ở Venezuela đang diễn ra trong mấy ngày nay không phải là một cuộc đảo chính. Vì dù có các quân nhân, các cái tướng lãnh nhưng mà họ không phải là dục lực lượng để đảo chính Maduro. Mà là họ rời bỏ Maduro và đứng về phía nhân dân. Người ta có thể nói đó là một cái cuộc nổi dậy, là sự thay đổi của người dân về Venezuela. Đó là cái điều mà Việt Nam cũng đang phải nhìn là họ thật sự lo sợ. Theo nhà báo Ngô Nhật Đăng, mô hình xã hội chủ nghĩa hiện tại chỉ có vài nước trên thế giới, trong đó có những nước vẫn còn công khai mang tên xã hội chủ nghĩa như Venezuela và Việt Nam. Nên ông cho rằng Việt Nam lo sợ Venezuela đang sắp sửa sụp đổ sẽ tác động đến Việt Nam. Nên có thể hiểu vì sao báo chí Việt Nam lại có thể đưa tin khác biệt về tình hình Venezuela như vậy. Bức tranh lộn xộn trong bộ chính trị sau khi ông Trọng bệnh nặng. Để thay đổi một trật tự trong bộ chính trị là cả một quá trình tranh đấu triệt hạ, bôi nhọ dìm đối thủ để nâng mình lên. Khi ông Nguyễn Phú Trọng còn khỏe mạnh, chính ông quyết cái trật tự này. Và giả sử nếu hôm nay ông Trọng không bị bệnh nặng thì trật tự đó không thay đổi. Nhưng vắng ông Trọng, tức là trật tự bị xáo trộn ngay, lý do là vì đâu? Là vì ông Trọng chưa kịp cơ cấu những vị trí trong bộ chính trị. Vì theo những gì ông Trọng đã nói trước khi ngã bệnh là năm 2019 chỉ cơ cấu ủy viên trung ương và đến năm 2020 mới sắp xếp ủy viên bộ chính trị. Ngay sau Tam Trụ là đến Trần Quốc Vượng, cho thấy Vượng đang bám đuôi Phúc. Như vậy ở đây chẳng có bàn tay nào sắp đặt cả, mà do đấu đá tranh giành vị trí mà sinh ra trật tự mới thôi. Theo một nguồn tin nội bộ cho biết, vì chuyện trật tự này mà chẳng ai chịu nhường ai, cho nên đám tang mới hoãn tổ chức và đến 11 ngày sau mới được chôn. Và điều này hứa hẹn đến cuối năm 2019 này mà thôi, trật tự còn khác nữa vì đấu đá chưa ngã ngũ. Vị trí của các nhân vật chóc bu trong danh sách ban lễ tang của ông Lê Đức Anh đã gây sự chú ý. Hai người phụ nữ thay đổi vị trí là bà Tòng Thị Phóng ở vị trí số 5 thay vì thứ 9 như trong quốc tang ông Trần Đại Quang vào năm ngoái. Bà Phóng ở vị trí ngay sau ông Trần Quốc Vượng thứ 4 và ngay trước ông Phạm Minh Chính thứ 6. Người thứ hai là Đặng Thị Ngọc Thịnh đã bị đẩy xuống vị trí thứ 24 thay vì vị trí thứ 17, do bà không còn nắm quyền chủ tịch nước như trước. Vị trí phó chủ tịch nước thì không có ý nghĩa gì cả. Và ai ở vị trí này rồi cũng sẽ về vườn mà thôi, chẳng bao giờ chen được vào ủy viên bộ chính trị. Thêm một chi tiết đáng chú ý khác. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân bị ông Trương Hòa Bình đọc nhầm chức vụ thành Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời xem clip của Dinh. Ở 9 phút 48 giây, chức vụ của bà Ngân bị đọc nhầm, làm cho ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Minh Chiết không nhịn được cười. Rất có thể đây là vị trí mà sẽ dành cho bà trong nhiệm kỳ tới, vì quá nhập tâm mà Trương Hòa Bình đã nói ra sự thật quá sớm hay chăng? Chi tiết mà nhiều người quan tâm nhất là sự vắng mặt của trưởng ban lễ tang Nguyễn Phú Trọng.
Nhà báo Đỗ Cao Cường thắc mắc không hiểu sao đám ma nguyên chủ tịch nước mà trưởng ban tổ chức lại đi vắng. Hay là lại đi chữa bệnh, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, các nguyên thủ đi viếng đám ma cười không nhặt được mồm. Dân chúng thì thi nhau thả nút ha ha, khiến cho báo Tuổi Trẻ cứ đăng lên lại phải gỡ xuống. Chỉ có mấy anh dân phòng chuyên đàn áp người biểu tình vì cây xanh là đội mưa chia buồn. Sự vắng mặt của ông Nguyễn Phú Trọng trong lễ tang quan trọng này thì dù cho người có lạc quan lắm cũng không thể nói sức khỏe của ông Trọng ổn được. Đã có nguồn tin từ bên trong nói rằng ông đã sống đời sống thực vật hơn 20 ngày nay rồi. Mọi người cũng thắc mắc khi thấy ông Lê Mạnh Hà, con trai của Lê Đức Anh, mang khăn tang màu đen thay vì màu trắng như tục lệ xưa nay. Nhà báo Tường An đặt câu hỏi, phong tục người Việt Nam trước giờ vẫn mang vành khăn trắng khi có người thân qua đời. Từ lúc nào mà người cộng sản lại đổi đen thay trắng trong tang lễ? Điều này không có gì đáng bàn. Ông này chỉ muốn làm khác người mà thôi. Hành động này không nói lên sự rối ren trong bộ chính trị. Về câu nói của Lê Mạnh Hà, con trai Lê Đức Anh, gia tài ba để lại thật là quý giá. Luật sư Đặng Đình Mạnh bình luận, công chúng có thể tin rằng ông Lê Mạnh Hà nói rất thật. Chỉ nội tòa dinh thự tọa lạc tại đường Pasteur với giá cho thuê gần 500 triệu đồng một tháng thì công chúng đã có thể ước lượng ra giá trị tài sản mà ông tướng để lại cho con cháu đồ sộ và quý giá tới mức độ nào. Những người cộng sản lúc nào cũng vậy, sự cướp bóc và tư lợi cho đảng và cho bản thân thì vô bờ bến, còn với đất nước thì họ chỉ có phá hoại mà thôi. Trang Thời báo đặt câu hỏi, vì sao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không thể dự lễ tang Lê Đức Anh? Theo bài viết, sáng ngày 3 tháng 5 năm 2019, một cán bộ Trung ương Cộng sản Việt Nam đã tiết lộ ông Nguyễn Phú Trọng vẫn được tiếp tục điều trị phục hồi chức năng, sức khỏe của ông ổn định hơn. Biện pháp đang dùng là châm cứu sau đột quỵ. Tuy nhiên, tới đêm 2 tháng 5, ông vẫn bị méo mồm, nhìn hơi xấu nếu xuất hiện, nên đã phải hủy bỏ kế hoạch làm trưởng ban tang lễ cho cố chủ tịch nước Lê Đức Anh. Đây chỉ là một nguồn tin cố bênh vực cho bệnh tình của ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Thực tế thì bệnh tình của ông ta đã nguy hiểm hơn nhiều. Thông tin này dù chưa được kiểm chứng, phù hợp với suy đoán của nhiều người rằng ông Trọng tuy được cấp cứu kịp thời và chăm sóc tận tình, nhưng di chứng méo miệng không phải chỉ 10 bữa nửa tháng là có thể phục hồi được ngay. Không ít trường hợp tập phục hồi chức năng tới nhiều năm. Không ít người tập phục hồi chức năng nhiều năm sau tai biến vẫn chưa hết méo miệng. Quốc tang Lê Đức Anh được tổ chức chỉ 19 ngày sau khi ông Trọng bị tai biến. Rõ ràng là một đòn hiểm nhắm vào phe đốt lò. Mà cái hiểm nhất là cú hạ gục ông Trọng trước đó 19 ngày, làm cho trật tự quyền lực sẽ còn xáo trộn nhiều vì đâu cũng nổi lên sự tranh giành quyền lực.